Hôm nay giới thiệu với các bác một món ăn, đó là bún đậu mắm tôm tự làm ở nhà, rất là an toàn, sạch sẽ. Nói về bún đậu mắm tôm thì đầu tiên là phải có bún. Đây, bún đây. Thứ hai là đậu. Đậu thì chiên, rán. Và mắm tôm. Mắm tôm này thì là mắm tôm Phú Quốc này. Đấy. Kèm theo đó thì có thể giò thái chỉ, trứng thái chỉ. Đây, thịt nạc này, nem này, rồi dưa chuột này, chúng ta có thể thêm một số loại rau thơm tùy nhu cầu. Đấy, làm thêm một lon bia hoặc là một chén rượu cho nó phê nha các bác nhé. Đấy, các bác có thể hoàn toàn tự tay làm ở nhà cho gia đình, ăn khá là an toàn và rẻ, quan trọng là rẻ nha các bác nhé. Đấy, nó không có gì là phức tạp cả, làm rất nhanh, rất đơn giản thôi, bún đậu mắm tôm. Vâng, xin cảm ơn các bác.